Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm cơm rượu từ mang nở cấp tóc. Với cách làm này, mình có được món cơm rượu vừa dẻo vừa thơm ngon mà lại không mất nhiều thời gian. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của mình là có thể làm thành công ngay lần đầu. Trước khi bắt tay vào làm, nếu như chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký cho kênh của Kyukado CP, nhấn like hoặc share để tiện theo dõi nhiều clip hay hấp dẫn khác nữa. Bây giờ thì xin mời vào xem và cùng làm nha. Trước tiên mình cho vào đây khoảng 200g nếp. Nếp thì ở đây mình có nếp gì làm nếp đó. Nếu như mà nếp càng ngon thì cái món cơm rượu của mình sẽ càng thơm ngon hơn nha. Cho nước vào, vo rửa cho thật sạch. Mình rửa cho đến khi nào mà nhìn thấy cái nước của mình nó trong lên là được nha. Rửa sạch rồi mình sẽ cho nước ngập vào, mình ngâm từ khoảng 6 đến 8 tiếng. Đậy màng bọc thực phẩm lại để ở đây ngâm khoảng 8 tiếng. Sau khi ngâm được 8 tiếng rồi, mình sẽ lấy ra đem đi hấp, hoặc là nếu không có nồi hấp thì mọi người cũng có thể cho vào nồi cơm điện để nấu nha. Ở đây mình có nồi hấp cho nên là mình cho vào nồi để hấp. Để cho xôi không có bị dính thì mình có cái miếng lưới hấp nè, mình lót dưới cái nồi để lên như vậy nó sẽ không có bị dính. Cho hết nếp vào đây. Trải đều nếp ra, rồi mình dùng cái tay làm như vậy nè, để cho nó có cái lỗ thoát khí, nó sẽ chín đều hơn. Bắt lên bếp, đậy nắp kín lại, rồi nấu khoảng 15 đến 20 phút, tùy theo cái lượng nếp của mình có nha. Nếp của mình có nhiêu đây thôi, cho nên là mình sẽ nấu khoảng 20 phút. Nấu khoảng được 10 phút thì mình mở ra, xới đều lên rồi đậy nắp lại nấu tiếp thêm 10 phút nữa. Mình làm như vậy thì cái nếp của mình nó sẽ chín đều hạt hơn. Sau khi hấp được 20 phút rồi, bây giờ thì nó đã chín hoàn toàn rồi, mình mở nắp ra. Mình lấy hạt nếp lên, bóp thử coi nó đã mềm chín chưa. Mình bóp thấy nó mềm như vậy là chín rồi nè. Tắt bếp, nhắc xuống, cho nếp vào thau nước sôi đã để nguội. Nhớ là cho vào thau nước sôi để nguội nha. Cho vào nước thường cũng được, nhưng mà mình cho vào nước sôi để nguội thì cái quá trình lên men của nó sẽ nhanh hơn. Rửa sôi nếp trong nước sôi để nguội rồi vớt ra. Mình vớt sôi nếp ra để cho khô ráo nước. Rồi mình cho sôi nếp vào thau thủy tinh đã khử trùng. Hoặc nếu không có thau thủy tinh thì cũng có thể cho vào hộp nhựa nhưng phải khử trùng bằng nước sôi nha. Để cho quá trình lên men được tốt hơn, mình cho vào đây thêm 2 muỗng canh đường. Không thích ăn ngọt thì cũng có thể không cho vào nha. Mình cho đường vào trộn đều lên. Và đây là men nở cấp tóc. Mình thường sử dụng cái men nở cấp tóc này nha. Cho vào đây một muỗng cà phê vuông men nở cấp tóc khoảng 5g. Rồi trộn đều lên cho men nở hòa tan ra. Ấn chặt bề mặt của sôi nếp xuống, làm bằng phẳng ra, rồi cắt lên đây một hình chữ thập. Sau đó tiếp tục đậy ráp bừa lại. Để cho men có không khí để thở, mình sẽ dùng cây tăm chọt lên đây để cho nó có khí lọt vào nha. Mình để qua ngày hôm sau, khoảng 12 đến 18 tiếng, mình mở ra xem. Bây giờ cái mùi men xen lẫn mùi nếp thơm phức luôn. Và bây giờ thì cái nếp của mình nó cũng nở hơn hôm qua nhiều hơn rồi nè. Mình xới lên, xới đều lên nha. Mình làm cũng giống như là nuôi men tự nhiên vậy đó.
trộn đều lên rồi mình rưới vào đây một ít nước, giống như là cho men ăn vậy đó. Nhưng mà cái cơm rượu này thì mình chỉ cho ăn nước thôi. Tùy theo ý thích của mình mà cho vào nhiều nước hay ít nước. Nếu như mà thích cơm rượu mà nó có nước thì mình cho nhiều nước tí xíu. Còn nếu như mà thích cơm rượu khô như mình thì chỉ rưới vào một ít nước thôi. Mình rưới vào đây khoảng 50-100ml nước nha. Tiếp tục để ráp lại, để ủ thêm 10 tiếng nữa. Sau 10 tiếng, mình mở ra xem thì nó đã có mùi rượu thơm phức rồi. Như vậy là được rồi, mình dùng cái muỗng múc và vò lại thành từng viên tròn như vậy. Tiếp theo, cho vào ca 300ml nước sôi, rồi cho vào đây 2 muỗng canh đường. Nếu thích ăn ngọt cũng có thể cho nhiều hơn, còn không thích ăn ngọt cũng có thể không cho đường. Khuấy đều lên cho đường tan ra, rồi để cho thật nguội. Mình kiểm tra thấy nước đã nguội rồi, hoặc là nó còn ấm ấm khoảng 20-30 độ cũng được. Cơm rượu sau khi vo tròn, mình cho vào cái hộp nhựa đã khử trùng bằng nước sôi. Rồi mình cho nước sôi đã nguội vào đây. Mình chế ngập như vậy là được rồi nè. Đậy nắp lại rồi bảo quản trong tủ lạnh được khoảng 1 tháng. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món cơm rượu từ men nổi cấp tốc. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì nhớ cho mình một like hoặc share. Và nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký cho kênh của Kyukado CP. Để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa nha. Nếu có gì thắc mắc hay có cách làm khác hay hơn, hãy chia sẻ với mình dưới comment. Mình sẽ rất vui được học hỏi thêm và rất là biết ơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne.